Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một video, đó chính là cách rã đông đồ ăn. Thì như các bạn đã thấy, đây là hai cục lạc xưởng của mình đã bỏ vô cái hộp. Thì cái hộp này là mình vừa mới lấy từ ngăn đá ra. Như các bạn thấy, thêm một cái nữa là cái ngăn màu vàng này nè. Các bạn có thể là ghi cái đồ ăn, ví dụ nhiều khi nó đông tiết nhiều quá đó, mình không có thấy cái này là có món nào á, thì mình ghi là lạc xưởng hay là thịt kho, thịt ram hay này nọ để mình thấy. Như cái này các bạn có thể thấy được, tại cái này hồi nãy giờ nó cũng tan bớt một phần rồi. Các bạn thấy thấy đây hai cục lạc xưởng. Thì để nhanh tan thì các bạn thấy là để không như thế này. Và một cách khác là các bạn lấy cái này. Đây ha. Nước này các bạn lấy nước không tên nè. Đó, các bạn ngâm. Đó, đổ nước nha, đừng ngập quá không được. Để đại vậy nè, được thì các bạn thích cho thì các bạn cho thêm miếng nước cho nó ngập chút xíu nữa. Đó. Thì cách này nó sẽ nhanh tan hơn. Đó. Số bạn thì có thể là lấy cái bằng sứ như thế này các bạn bỏ vô cũng được. Đó, các bạn đầy nước các bạn bỏ vô. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn thì các bạn nên xài cái này. Cái bằng này nè, nó sẽ ra nhiệt tốt hơn là cái phần tô sành tô sứ này, nó sẽ giữ nhiệt và nó sẽ không có tan nhanh hơn. Nếu mà các bạn gấp thì các bạn sử dụng như cái chiêu này, các bạn đợi chút xíu rồi các bạn đổi cái nước mới. Hoặc là nếu mà gấp hơn nữa thì các bạn có thể là lấy nước ấm á các bạn để vậy nè. Các bạn làm vài lần là tự động là cái này nó nguội nó rã ra liền ha các bạn. Đây là những cái mẹo để hâm nóng đồ ăn mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn có những cái mẹo nào hay thì các bạn vui lòng comment ở dưới video cho mình biết nha. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.